Chào bà con cô bác nha. Hôm nay ngày 31 tháng 1 này. Cuối năm mà máy là rất là nhiều luôn. Cây Samsung G530 nha. Samsung G530 RAM 1GB dưới, bộ nhớ 8GB. Nhưng Android của nó thì có 5.1 nha. Android 5.1 mình mua cây này về coi YouTube màu xanh đó. Coi YouTube màu xanh này nha. Cây này bán 200.000 nhé, 200.000 cây Samsung G530. Cây này màu vàng cũng vậy nhé, màu vàng này cũng giá 200.000 luôn, là màu vàng màu trắng và bằng giá nhau 200. Còn Samsung Note 4 nhé, Samsung Note 4 cây này màn hình nó ém nhé. Đó, màn hình nó ém màu hồng. Cây này RAM 3, bộ nhớ 32GB nha. Bán 450 nha, 450 cây Samsung Note 4 RAM 3, bộ nhớ 32GB, màn hình ém. Còn cây màn hình đẹp thì giá 600.000 nha. Samsung Note 4 màn hình rất là đẹp luôn, giá 600.000. Đó là có hai cây 450 và cây 600 nha. Cây Oppo F1S nha. Oppo F1S RAM 3, bộ nhớ 32GB, cây này bán 700.000. Đó, tên máy là Oppo F1S. RAM 3, bộ nhớ 32GB, màn hình đẹp, vỏ sườn cũng khá luôn nha. Khá đẹp luôn. Giá 700.000 nha. Còn Samsung A6 nha, Samsung A6 cây này màn hình nó xấu nha. Đó, màn hình nó xấu. Còn RAM 3, bộ nhớ 32GB. Tên máy là Samsung A6, A600 hay gọi là A6 cũng được đó. RAM 3, bộ nhớ 32GB, màn hình xấu, vỏ sườn xấu. Giá bán thì có 400.000 nha, 400.000 đó, giá vỏ sườn cũng rất xấu luôn. Mình để mình bán thấy chứ lên màn hình đẹp mình bán cũng 700.000. Còn để bày bán là có 400.000 thôi. Còn Samsung Z5 2016 nha, Z5 2016 hay là gọi là Z510 cũng được. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16GB, Android thì cũng còn cao luôn, trên 700. Cây này bán 450 cây Z5. Còn Redmi Note 4 nha, Redmi Note 4 RAM 3, bộ nhớ 32GB. Redmi Note 4 RAM 3, bộ nhớ 32GB, cây này màn hình cũng khá nha. Bán 700.000 khá đẹp luôn, bán 700.000 cây Redmi Note 4. Còn cây này thì màn hình ém nặng cho nên là bán giá có 600.000 thôi. Đó là có hai cây nha, cây màu trắng này 600 và cây màu đen này là giá 700. Còn Redmi Note 3 RAM 2, bộ nhớ 32GB, bán bộ nhớ 16GB. RAM 2, bộ nhớ 16GB, tên máy là Redmi Note 3, bán 500.000, 500.000 cây Redmi Note 3. Còn Oppo Leo 9 nha, Oppo Leo 9 hay gọi là Oppo A37W, cây này thì bán 300.000 nha, 300.000 là Android nó có 5.1 nha. RAM thì 2GB, bộ nhớ 16GB, bán 300.000 cây Oppo Leo 9. Còn Samsung Z700, Samsung Z700 bị đốm màn hình nha. Bị đốm màn hình, cây này thì bán có 350 nha, 350 cây này cũng xài YouTube màu xanh,
Cây này Android cũng con 5.1 thôi. Đó, cây này thì bán có 350 nhé. RAM 2GB, bộ nhớ 16GB. Còn Samsung Z5 Prime, RAM 2, bộ nhớ 16GB. Cây này thì vỏ xấu. Cây này thì vỏ rất là xấu luôn nha. Còn tên máy là Samsung Z5 Prime, RAM 2, bộ nhớ 16GB, bán 450. Còn cây lớp Berry nha, lớp Berry hiếm hoi, nó mới bán một cây thôi. Chứ hai hàng lớp Berry thì rất là ít hàng. Tên máy là lớp Berry 36C6. Cây này là nghe gọi vô tư, còn xài Bluetooth được luôn nha. Còn máy thì xài YouTube này là ok nha. Do YouTube này xài là ok luôn. Đó, cây này bán 400 ngàn nha, 400 ngàn cây lớp Berry. Còn Huawei Lova 2i nha. Huawei Lova 2i, cây này thì bị đốm nha, đốm hai góc. RAM 4, bộ nhớ 64GB, nhưng mà bị đốm màn hình rất là xấu luôn. Bán 600 ngàn, 600 ngàn cây Huawei Lova 2i. Vivo 1610, RAM 2, bộ nhớ 16GB. Tên máy, cái đời máy của nó là Vivo 1610 nha. Ai muốn tra thì tra lên 1610 là cái đời máy của nó đó. RAM 2, bộ nhớ 16GB, Android 6.1. Cây này bán 500 ngàn, 500 ngàn cây Vivo 1610. Intel nha, Intel Vision 1 Pro nha. RAM 3, bộ nhớ 32GB. Còn tên máy của nó là Intel Vision 11 Pro, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Cây này bị đốm màn hình góc nha. Bán 600 ngàn nha. Vỏ sườn cũng còn rất là đẹp luôn. Bán có 600 ngàn nha. Cây đấy mà không bị màn hình là mình bán cũng gần triệu. Còn VMAX B nha, hay là gọi VMAX Bell cũng được. Ai muốn gọi B-Bell gì thì cây này thì Android 8.1 luôn. RAM 1, bộ nhớ 16GB. Cây này bán 300 ngàn thôi. 300 ngàn là bán phá giá nha, phá nhà chạy luôn rồi nha. Còn cây Oppo F3, RAM 4, bộ nhớ 64GB. Tên máy là Oppo F3 nha, cây này bán 900 ngàn nha, 900 ngàn màn hình zin cũng còn rất là đẹp luôn. Huawei Y7 Pro 2019, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Cây này bán 700 ngàn, 700 ngàn cây Huawei Y7 Pro 2019. Có ai muốn tra lên thì lấy cái mã đơn này tra lên nha. Là mình biết cái kết quả của cấu hình nó là vỏ xấu nha. Vỏ xấu bán 700 ngàn nha. Còn vỏ đẹp thì giá khác. Samsung Z7 Prime RAM 3, bộ nhớ 32GB. Tên máy là Samsung Z7 Prime. Cây này bán 700 ngàn, 700 ngàn cây Z7 Prime. Cây Meizu M6, RAM 2, bộ nhớ 16GB. Cây này bán 500 ngàn, 500 ngàn cái máy của nó là rất đẹp luôn, còn zin nguyên cây luôn, nhìn rất là đẹp luôn. Tên máy là Meizu M6, bán 500 ngàn luôn. Samsung Z7 2016, cái gọi là Z710, cây này thì RAM 2, bộ nhớ 16GB,
bản 600.000, phần mềm Android thì rất là cao luôn, 8.1 luôn, bản 600.000. Nokia 3.1, cái này RAM 2, bộ nhớ 16GB, tên máy là Nokia 3.1 nha. Nó Nokia 3.1, ai muốn tra lên thì đánh Nokia 3.1. cây này bán 500.000, máy còn đẹp nguyên cây nhé, bán 500.000. Cây Vivo 1820, Vivo 1820, RAM 2, bộ nhớ 32GB, cây này bán 700.000. Vivo 1820 bán 700.000. Samsung Z2 Prime, RAM 1GB dưới, bộ nhớ 8GB, cây này hết pin rồi. Máy là đẹp nguyên cây nha, máy là rất đẹp nguyên cây luôn, màn hình là rất là đẹp luôn, đẹp nguyên cây thì giá 350 nha, 350. Cây Samsung Z2 Prime, RAM 1GB dưới, bộ nhớ 8GB, Android là trên 6 chấm nha, tải Bluetooth là vô tư. Còn cây Samsung Z2 Prime thì cũng có hai màu, màu vàng và màu hồng nhé, nhưng mà đều là vỏ rất là xấu luôn nhé, đó, vỏ rất là xấu luôn, bán 250 nhé, 250 cây Samsung Z2 Prime vỏ xấu. Còn mà ai nhu cầu cao thì lấy vỏ đẹp đi thì giá 350. Oppo A3s nha, Oppo A3s RAM 2, bộ nhớ 16GB, màn hình rất là đẹp luôn. Cây này thì bán 800.000 nha, 800.000 cây Oppo A3s, bán 800.000, RAM 2, bộ nhớ 16GB. Vì dòng Oppo là lên máy này cũng còn giá rất là cao nha. Cây của cây nó là A3s hay gì đây, thì cũng có hai cây nó gần giống đời với nhau, nó cũng là Oppo A3s thôi, mình có hai cây, bán giá 800.000 một cây nha. Còn Samsung A50, RAM 4, bộ nhớ 64GB, tên máy là Samsung A50, nó A50 nha, RAM 4, bộ nhớ 64GB, màn hình rất là đẹp nha, màn hình rất là đẹp luôn, vỏ thì đẹp keng luôn. Cái này bán 1.3 triệu nha, 1.3 triệu. Cây Redmi, cây này như C3, cây Redmi C21i nha, Redmi C21i, Android 11 chấm luôn, RAM 4, bộ nhớ 64GB, hàng bơm, nó gửi đi mấy ngày trời mà không lấy hàng, từ đây ra tới ngoài Bắc không lấy hàng. Cây này bị lít nha, đó, mình báo giá lít luôn. Cây này ép kính thì cũng ra ngoài cũng có ép có 200.000 thôi, còn mình để vậy bán 700.000 nha, 700.000 cây Redmi i21i. Cây Samsung này thì bị lỗi bên tạm thời là nó bị lỗi bên wifi nha, thì mình có thể sử dụng được sim 3G. Tên máy là Samsung A02. Cây này là RAM 3, bộ nhớ 32GB nha, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Để bày bán 800.000 nha, 800.000. Còn cây này mà mai mình nó vô wifi được thì bán giá 1 triệu, ai muốn chốt thì giá 1 triệu có wifi.
Cây VS Max Acti 1 cộng nha, RAM 6, bộ nhớ 100, bộ nhớ 64GB nha. Tên máy là VS Max Acti 1 cộng. Ai muốn đánh thì tra lên cái đời máy nó đây nha. Nó RAM 6, bộ nhớ 64GB, cây này bán 1,3 triệu nha, 1,3 triệu, vỏ sườn cũng rất là đẹp nha. Samsung A7 2018, cây này RAM 4, bộ nhớ thì 128GB. Tên máy là A7 2018 nhé. Còn RAM thì 4GB, bộ nhớ nó tới 128GB. Cây này bán 1,3 triệu nha, giá vỏ đẹp keng luôn nha. Vỏ đẹp keng bán 1,3 triệu. HTC Ultra, cây này thì RAM 4, bộ nhớ 64GB. Tên máy là HTC Ultra nha. Cây này bán 1 triệu nha, 1 triệu máy còn khá đẹp luôn. Còn A20, Samsung A20, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Cây này màn hình cũng đẹp, bán 1 triệu nha, 1 triệu cây Samsung A20 nha, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Vỏ thì nhìn cũng tương đối thôi nha, còn ai muốn nhu cầu vỏ đẹp thì thêm chút. iPhone 6S Plus nha, iPhone 6S Plus. Cây này bán 1 triệu 2 thôi nha, bán 1 triệu 2, giá rất là bèo luôn. Cây này ra ngoài mua bây giờ bèo cũng còn chừng ngoài 2 triệu, còn mình bán là 1,2 triệu nha. Giá máy của nó thì cũng là rẻ, thì cũng có cái vấn đề đó nha, là lao ẩn nha. Mình đừng có gì xét khôi phục cài đặt gốc, còn để vậy mình nhập tài khoản mua xài là còn rất là vô tư. Còn Samsung Z7 Plus nha, Samsung Z7 Plus, RAM 3, bộ RAM 4, bộ nhớ 32GB. Cây này hay gọi Z7 cộng được. Cây này bán 900.000 nha, 900.000. Cây Samsung Z7 Plus. Cây này thì màn hình thì rất là đẹp luôn. Cây này màn hình rất là đẹp luôn. Cây này giá 1,1 triệu nha. Samsung Z7 Plus, cái Z7 cộng á, RAM 4, bộ nhớ 64GB, bộ nhớ 32GB nha. Là hai cây thì màu sắc của nó cũng là khác nhau nha. Cây này màn hình đẹp luôn, cho nên là giá nó cũng chật lật nhau 200.000. Cây này bán 1,1 triệu, còn cây kia thì bán có 900.000 thôi. Cây Samsung Tab 3 nha, Samsung Tab 3. Cây này Android thì thấp nha, cho nên là bán mình cũng bán theo cái kiểu mà chưa cháy thôi. Đó, nó cũng có khay sim luôn. Cây mấy cái lúc của nó cũng mất luôn, có gì lát mình làm vô. Còn cây Samsung Tab 4 nha. Cây này màn hình cũng còn rất là đẹp nha, bán 300.000 thôi nha, 300.000, giá rất là bèo luôn. Màn hình 10 inch nha. Cây iPad 3 nha, iPad 3. iPad 3 này có xài sim luôn nha. Cây này như có xài sim nha. Có xài sim luôn. Đó, có khay sim nè. Cây này bán 600.000 nha, cây iPad 3 này bán 600.000, có xài sim nha. Cây Tab E, Samsung Tab E 10 inch Android 4.4, tải được Bluetooth màu xanh này nha. Bán có 500.000 nha, 500.000. Còn Samsung Tab 4, Samsung Tab 4 thì mình quay nhanh luôn đi, là có 3 đời máy nè, giá thì khác nhau. Cây này thì Android 6.1, không xài sim nha. Cây này thì bán có 600.000 nha. Cây
Samsung Tab 4, cây này Android 6.1 tải Bluetooth vô tư, bán có 600 ngàn thôi. Cây màu đen, Android thì có 5.1 nhưng mà giá lại cao hơn nha, nhờ nó có sạc sim. Cây này thì bán 700. Cây Samsung Tab 4 này thì Android là 11 chấm nhé, nhưng mà hết pin mất tiêu rồi. Cây này Android 11 chấm nhé, mà không xài sim, bán giá 700 luôn. Đó là có hai cây 700 nha, không xài sim, và xài sim thì giá nó cũng bằng nhau. Còn Tab 10 Pro nhé, Maxell Tab 10 Pro, RAM 2, bộ nhớ 16GB. Cây này thì bán 600.000 nha, 600.000 cây Tab 10 Pro. Ai muốn biết thì mình tra lên Tab 10 Pro đó. Đó, Tab 10 Pro nè, máy tính bảng Tab 10 Pro, RAM 2, bộ nhớ 16GB. Android thì 9 chấm. Android thì 9 chấm luôn nha. Cây này bán có 600 ngàn nha. Mua cây này về xài test cũng rất là hay luôn. Cây Tab 8 nha. Cây Maxell nó dòng máy như Maxell hay gì đó, Tab 8, nhưng mà cây này thì Android nó tới 11 chấm nha. 11 chấm mà nên chưa có bóc ra cho nên nó giờ hơi khó bấm. Đó, tên máy là Tab 8 nhé. Cái này RAM 3, bộ nhớ 32GB, Android 11 chấm. Màn hình của nó thì cũng có 8 inch thôi. Cái nắp của nó bị xấu nè. Cái này là cái lúc trong đó, cái nắp của nó cũng hơi bị xấu. Cái nó bao da, nhìn cái này tưởng là bao da chứ thật ra nó là cái nắp luôn nhá. Cái này bán 700 ngàn đấy nhá. Cây Tab 8 này nắp xấu rồi bán 700 ngàn. Rồi như thường là ai chốt thì mua cái cạc Viettel 50 ngàn nhá. Thì cuối năm rồi thì bà con có tranh thủ mua máy thì chịu khó ra ngoài mua cái cạc trước, có gì chốt máy thì cào xem. Còn ai chuyển khoảng 100 ngàn bao ship, ai chốt hai cây một lần mình cũng bao ship luôn. Thì thời gian chốt hàng 3-4 ngày chưa có máy hoặc là shipper nó giao tới máy có vấn đề gì thì báo lại mình ngay, mình hỗ trợ ship tới khác để cho nó kịp ngày Tết 23-24 là ngưng shipper nó ngưng nhận hàng á. Thì bà con có ai có nhu cầu chốt máy thì tranh thủ nhé. Rồi chào bà con cô bác nha.